Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cho em Toàn xin gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video của em Toàn. Đấy, hôm nay em Toàn lên một em bình. Em bình này là em bình của Imali nhé mọi người nhé. Hàng này là hàng của Imali, chuyện xưa nhá, chuyện chuyện đỏ. Cái bình này thời của cái bình này thì khá là lâu đời rồi mọi người nhé, riêng về cái chuyện đỏ hàng Imali, và nó cái chuyện đỏ là chuyện thời đầu tiên của hàng Imali, sau đó đến cái chuyện khắc chìm và đời mới là nó là cái chuyện màu xanh mọi người. Đây là cái bình này, là bình bình này là khá là sâu tuổi rồi. Em xin phép là em đo kích thước báo cho mọi người xem. Đo này nó mới chính xác. Chiều cao của con này là 50 nhá mọi người nhá. Chiều cao của chiếc bình này là 50. 50 cm. Chiều cao nó 50. Vòng bụng em đo luôn bằng cái thước này vậy. Vòng bụng của con này là 106 nhá mọi người nhá. Vòng bụng 106. Vòng bụng con này là cũng là to đấy mọi người ạ. Họa tiết thì là vẽ tay nhá mọi người. Miệng của nó là 18 mọi người ạ. Miệng 18. Miệng 18 mọi người nhá. Đây, em quay cho mọi người xem. Đây là cái chỗ nền này là nền vẽ vàng này mọi người này. Đấy, toàn bộ đây là vẽ vàng nhá. Cái khung này là vẽ vàng này. Đấy, bức tranh chính là có núi non. Ở đây có người đang đi qua cầu lên lên cái đền chùa này. Ở dưới bóng cây tùng này mọi người này. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn. Đấy, em quay cho mọi người xem này. Họa đây là họa tiết chính. Cái bức cái bình này là nó có hai bức tranh chính mọi người ạ. Hai là ba nhỉ? Hai bức tranh chính mọi người. Ở đây bức bên này là có một vẽ một cặp công nhá mọi người nhá. Một cặp chim công. Rất là đẹp, một cặp chim công và hoa mẫu đơn. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn, men men dạn nhá. Đây nó ở cái vòng vòng ngoài này này mọi người này. Vòng ngoài này là toàn bộ là vẽ vàng nhá, rất là to luôn. Đây cũng phải vàng này mọi người này. Và ở cái viền đỏ này thì là nó có cái nền đỏ và những cái chỗ này là vẽ vàng này mọi người này. Cái này như kiểu cái cánh quạt đấy mọi người. Ở bên dưới này đây là có một bức tranh nhỏ. Ở bên ngoài vòng ngoài là có vẽ vàng. Là bên trong là vẽ một cây hoa trà, một bông hoa trà và một cái nụ hoa trà mọi người nhé. Đây này. Đấy, bức tranh này thì em vừa giới thiệu rồi. Đây này nó phải vàng rất là nhiều luôn. Hàng của Imali rất là đẹp. Những cái bình của Imali mà chuyện đỏ này là khá là sâu đời rồi mọi người nhé. Nó không bao giờ nó có dưới 100 năm tuổi đâu mọi người ạ. Đây, em cho các bác xem này. Đây chuyện nó này, mọi người xem này. Cái chuyện này là chuyện của Imali nhé mọi người nhé. Hàng Imali, nền đỏ vẽ vàng. Cái bình này là người ta dùng ấy mọi người. Người ta dùng, người Nhật người ta dùng rất kỹ. Nhiều khi là người ta vẫn để trong cái hộp, người ta không trưng ra. Nên là cái bình này còn rất là sạch, còn mới đến 99% luôn mọi người. Đấy, men dạn nhưng mà cái độ co ngót của gốm thì nó vẫn có mọi người. Đây em cho mọi người xem cái miệng của nó này. Em cho nó ra một chút. Đây miệng miệng bình này nha mọi người nhá. Đấy, bên trong bình vẫn còn sạch tưng luôn. Không có một cái vết bẩn hay vết chày gì cả mọi người ạ. Em hôm nay em lên cái bình này, em mà có anh chị nào ưng thì cứ liên hệ với em. Liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhá. Đây mọi người xem này, nó vẽ vàng này, thấy chưa? Mọi nhìn đến vàng nó nhiều chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy. Để em cho nó lên. Xong rồi em đặt nó sát lại em quay cho các bác xem nhá. Đây là bức tranh chính ở đây mọi người nhé. Đấy, mà em quay sát lại nè để cho các bác nào mà ưng thì xem cho nó kỹ lại một chút.
Đấy, mọi người thấy chưa, đẹp chưa, quá là đẹp luôn, hỏa tiết quá là đẹp. Hay khả năng này là hơi khó nhìn rồi mọi người ạ, để em trên web là nó hơi zoom màn hình một tí để em chỉnh lại nhé mọi người nhé. Đây mọi người, ở chỗ này đây mọi người nhé, không phải là bị vết chảy đâu nhé mọi người nhé. Chỗ này là vết của khi người ta dán cái băng dính vào ấy, em là em vừa cạo được nó ra rồi đấy, chứ không phải là vết chảy nhé mọi người nhé. Em đảm bảo chỗ vết này là không phải vết chảy này, mọi người cứ yên tâm. Nếu mà về vết chảy thì em sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng đấy là chỉ là vết dán của cái băng dính vào đấy, xong là khi nó có một cái gì nó dính vào đấy thôi. Em vừa cạo được nó ra mà, em vừa thử cạo rồi. Đấy mọi người xem cái nền vàng này, bên này khá là đẹp luôn. Đấy, hoa mẫu đơn chim công, một cặp chim công. Rồi thì em bình này cao 50, vòng bụng 100 là khá là to luôn. Cao 50 mọi người ạ. Rồi một lần nữa em Toàn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video và từ trước nay đã ủng hộ em Toàn nhá. Rồi em Toàn xin phép kết thúc video ở đây. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.